Ở đây Phật hướng dẫn chúng ta những lời Ngài nói 3.000 năm trước, nói cho ai nghe? Nói cho người hiện tại chúng ta nghe. Đặc biệt là bản kinh này, từ phẩm 32 cho đến phẩm 37, chúng ta chọn ra làm thời công phu tối. Trong đó toàn là giảng đến nhân quả nghiệp báo. Ác nghiệp không thể không rời. Tạo tác trên sự chính là sát đạo dâm vọng. Sát, người học Phật chúng ta biết sẽ không sát sanh, nhưng có tập khí sát sanh. Khi chúng ta ghét một người, oán hận một người, đó đều thuộc về nghiệp sát. Chỉ là duyên không thành thục. Nếu như lúc có duyên thì rất có khả năng phạm sát giới. Đối với tiểu động vật thì càng không cần phải nói. Mũi mồng, trùng kiến, chúng cũng là một mạng sống. Chúng cũng là một loại chúng sanh. Bởi vì chúng nó tâm hành bất thiện, đọa lạc vào đường súc sanh, trở thành thân như thế. Quả báo của nó trả xong rồi, nó vẫn trở lại nhân gian. Cũng có thể đời trước nó vẫn có thiện căn. Có thiện căn, vì sao lại đọa vào đường ác? Điều này trong kinh Phật nói rất rõ ràng. Lúc lâm chung, tập nghiệp này mạnh, nó dẫn trước. Nói chủng tử, A-lại-da chứa đựng chủng tử. Mỗi người 10 pháp giới đều có. Nói cách khác, trong A-lại-da của quý vị có chủng tử Phật, có chủng tử Bồ-Tát, mà cũng có chủng tử địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tất cả đều có. Từ vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp, chủng tử tập nghiệp chúng ta gây tạo. A-lại-da như một nhà kho, giống như phòng tư liệu vậy, tất cả đều đầy đủ. Cái nào chịu quả báo trước, thứ nào lực lượng mạnh, gặp được duyên thì nó thọ báo trước. Mạnh yếu đều do nơi ý niệm. Nếu ý niệm tham mạnh, đầu tiên quý vị sẽ đến cõi ngạ quỷ. Nếu ngu si mạnh thì họ liền đến cõi súc sanh. Sân hận mạnh, họ sẽ đến cõi địa ngục. Lực lượng nào mạnh, họ liền thọ báo. Điều này và khởi tâm động niệm của chúng ta có liên hệ mật thiết. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này rồi, chúng ta có thể làm cho hạt giống bồ đề của chúng ta mạnh lên được không? Quý vị nói xem, chúng ta và thế giới cực lạc có duyên không? Không có duyên với thế giới cực lạc thì đời này gặp được tịnh độ, ta sẽ không tin tưởng. Gặp được tịnh độ mà tin tưởng, chịu học tập kinh giáo, lại chịu niệm Phật, chứng tỏ trong đời quá khứ chắc chắn quý vị không phải chỉ một đời, mà rất nhiều đời đều là người niệm Phật. Vì sao chưa được vãng sanh? Do lúc lâm chung bị nghiệp lực dẫn trở lại. Sự việc này không khó hiểu. Chúng ta suy nghĩ cẩn thận. Nếu như chúng ta
vào lúc lâm chung, chúng ta đến cõi nào? Nói thật tình, bình tĩnh để quan sát bản thân sẽ rất rõ ràng. Không cần phải hỏi người khác. Hiểu được đạo lý này rồi thì bản thân quý vị liền hiểu được đoạn ác tu thiện quan trọng biết bao. Tu thiện, về thiện là gì? Niệm Phật là thiện. Nhất định phải hiểu rõ đạo lý này. Niệm Phật có thể vãng sanh tịnh độ, thân cận Phật A-di-đà. Đây là thiện của các điều thiện, không có thiện nào hơn thiện này. Nguồn ác là khởi tâm động niệm, đây là căn nguyên. Cổ Đức nói rất hay, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Ý niệm, một niệm thiện là gốc của ba đường thiện. Một niệm ác là gốc của ba đường ác. Rất đáng sợ. Vì sao vậy? Vì không ra khỏi sáu nẻo. Đời đời kiếp kiếp nhất định vẫn là làm việc luân hồi. Như vậy là khổ quá, không muốn tiếp tục làm nữa. Tâm xuất ly liền sanh khởi rồi, tức là tâm muốn xa lìa sáu nẻo. Ý niệm này tốt. Vậy chúng ta phải chăm chỉ niệm Phật. Mọi thời, mọi lúc, ý niệm vừa sanh khởi đều là A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra, không có tạp niệm nào khác. Đây gọi là công phu thành phiến. Người thông thường thật sự muốn niệm Phật, niệm đến công phu thành phiến, thì một hai năm chắc chắn có thể làm được. Còn nhất tâm bất loạn thì không hy vọng lắm. Công phu thành phiến có thể làm được. Chỉ cần công phu thành phiến thì vãng sanh là điều chắc chắn. Lúc lâm chung không cần người khác trợ niệm, không cần người khác giúp đỡ. Những ví dụ này rất nhiều, chúng ta cũng đã thấy rồi. Nghe được, nghe nói thì càng nhiều hơn. Những người vãng sanh kia đều đã chứng minh cho chúng ta thấy. Những sự việc này là thật, không phải giả. Thế giới cực lạc đích thực là có thể đến được. Vì sao chúng ta không làm?